chào tất cả khán giả của Sky hôm nay có ai? Rất vui được chào đón bạn trong số đầu tiên của năm mới với rất nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Và trong số đầu tiên của năm mới, chúng ta sẽ được gặp một vị khách vô cùng đặc biệt, rất điển trai, thông minh, hài hước và vô cùng nhiều tài lẻ. Xin được chào đón tác giả Đỗ Thanh Tùng. Cảm ơn Ngân Anh. Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Đỗ Thanh Tùng. Thanh Tùng hay còn được gọi với biệt danh đó là Angelado là tác giả của rất nhiều đầu sách nổi tiếng. Cuốn sách đầu tiên mà Thanh Tùng hợp tác cùng với Skybook đó chính là cuốn sách Tinh Cầu Này Có Người Tôi Yêu. Cuốn sách thứ hai đó là Gọi Anh Là Cần Vì Anh Cần Em. Và mới đây thì Thanh Tùng cũng đã hợp tác với Skybook cho ra mắt cuốn sách đó là Người Trưởng Thành Cũng Muốn Khóc. Và chắc có lẽ là Ngân Anh sẽ bắt đầu cái buổi hôm nay bằng cuốn sách mới ra mắt của Tùng. Thì Tùng có thể giới thiệu cho mọi người về cuốn sách này được không? Thật ra thì cuốn sách này thì là một cuốn sách mà mình đã ấp ủ ý tưởng từ rất lâu. Tuy nhiên là đến bây giờ thì mình mới có khả năng để thực hiện. Tại vì là mình cũng mới về nước đó. Thì sau khi về nước thì mình cũng quyết định ngay là tại sao mình không xuất bản cuốn sách này. Thật ra đối với Tùng ấy, thì bây giờ Tùng thấy là ở trong cái xã hội hiện đại bây giờ thì có rất là nhiều người trưởng thành như chúng ta đang gặp phải một số vấn đề và họ không biết chia sẻ cùng với ai, không biết đặt tâm tư của mình vào đâu. Vì vậy là với tư cách là một người cũng đang ở trong cái độ tuổi của các bạn thì Tùng muốn viết ra cuốn sách này để có thể giúp các bạn đọc và có thể cảm thấy là đang có một người đang đồng cảm với các bạn. Đó thì đây là lý do chính tại sao mình đã viết ra cuốn sách này. Vậy thì cuốn sách này thì có cảm giác là nó khác biệt so với những cuốn sách trước đây hay là các đầu sách của Skybook bởi vì nó là sách tranh. Giống như cuốn sách đầu tiên thì Tùng cũng có tranh nhưng mà đang xem vào đấy là những cái bài tản văn. Vậy thì Tùng cũng đang là họa sĩ chăm sóc các fanpage như là Man Diary, Chuyện Người Lớn. Tùng học quản trị kinh doanh nhưng mà lại khá thành công với vai trò là tác giả họa sĩ. Thì không biết là Tùng có thể chia sẻ một chút về hành trình viết lách của mình không? Thật ra thì trước đây khi mà lúc mà mình tốt nghiệp đại học ấy thì mình tốt nghiệp cái chuyên ngành quản trị kinh doanh và mình cũng đang làm ngành marketing. Tuy nhiên là cái niềm đam mê vẽ của mình thì nó bắt đầu từ khi mà mình còn rất là nhỏ. Đó thì sau đó thì Tùng cứ có một cái băn khoăn trong lòng là tại sao mình lại không vẽ, tại sao mình lại làm theo nghề này. Thế là có một sự giằng xé trong tâm can đó. Thì sau đó Tùng quyết định là sao mình không thử sức. Thì sau khi Tùng thử sức thì Tùng cũng nhận được một số sự cổ vũ từ các bạn độc giả. Thì đấy là cái lý do mà Tùng tại sao lại quyết định theo cái con đường này. Tại vì là mình cảm nhận là ở phía ngoài kia thì vẫn còn, đúng rồi, mình có niềm đam mê và có các bạn độc giả vẫn đang sẵn sàng là chờ đón mình, đón nhận cái khả năng của mình. Nói thêm về cái cuốn sách Người Trưởng Thành Cũng Muốn Khóc là cuốn sách mới ra mắt của Tùng. Thì không biết là cái cảm hứng nào để Tùng có thể sáng tác ra một nhân vật xuyên suốt rất là đáng yêu giống như trên cái bìa minh họa như thế này. Thật ra thì nhân vật này là mình lấy cảm hứng từ chính bản thân của mình. Thế nên là khen đáng yêu thì nó hơi bị ngại. Cái lúc mà mình sáng tạo ra nhân vật này thì lúc đấy là mình đang là một nhân viên, một người sáng tạo nội dung tại VTC. Đó thì đấy là cũng là cái nôi của rất nhiều cái fanpage truyện tranh nổi tiếng như là mọi người có thể biết là Vàng Xám Comic hay là Vẽ Bậy. Đó thì trong cái thời điểm đó thì mình bắt đầu nghĩ ra cái nhân vật này, lấy cảm hứng từ chính bản thân mình, từ những cái việc mà mình đã trải qua trong công việc, về cuộc sống hàng ngày, rồi tình cảm. Đó thì đó là lý do mình sáng tạo cái nhân vật này. Vậy thì hai cuốn sách mà Tùng đã xuất bản với Skybook, cuốn đầu tiên thì có một chút tranh và đang xem cả bản văn, nhưng cuốn thứ hai thì chỉ còn mình tranh thôi, thì không biết tại sao cái hình thức thể hiện lại có cái sự khác biệt như vậy, Tùng có thể chia sẻ thêm không? Tại vì thật ra là nhưng mà mọi người cũng thấy là có muôn vàn cái lý do là khiến người trưởng thành bật khóc. Thế là nên để đọc hết muôn vàn cái lý do đấy thì mình muốn là thể hiện một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đó thì thế nên là mình sẽ đưa vào mỗi trang truyện khoảng 4-5 khung tranh để độc giả có thể dễ hiểu nhất, và khi lướt qua cái khung tranh đấy thì mình lại sang một cái vấn đề khác và có thể khiến khán giả cảm thấy sự đồng cảm của bản thân. Thế là rất là dễ đọc đúng không? Hình thức đúng rồi. Rất dễ đọc và rất là dễ cảm nhận được những cái vấn đề của mình khi mà các bạn có vấn đề gì, không phải là tôi phải đọc phần trước thì tôi mới hiểu phần sau. Đúng vậy. Có thể là bất cứ trang nào thì cũng có thể gặp được vấn đề của chính bản thân mình trong đó. Hiện tại thì Tùng vừa là nhân viên văn phòng và cũng dành thời gian để sáng tạo nên những tác phẩm của mình. Tuy nhiên là Ngân Anh nhận thấy là các bạn độc giả rất là đón nhận sách của Tùng. Thì không biết là trong tương lai Tùng có dự định là mình sẽ dành toàn bộ thời gian để làm họa sĩ hay không? Thật ra thì nếu làm được điều đấy thì là cái điều mà mình mong, ước mơ của mình.
Ai cũng thế, cũng muốn dồn tất cả tâm huyết của mình cho một cái thứ gì đó. Thì nếu mà sau có khả năng, đủ khả năng và đủ cơ hội thì mình cũng muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh toàn thời gian. Vậy thì Ngân Anh là xem những bức tranh của Tùng này, đọc sách của Tùng và xem cả vlog của Tùng nữa thì luôn cảm nhận được là Thanh Tùng là một người có một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Thế nhưng cái cuốn sách mới lại có cái tựa đề là Người trưởng thành cũng muốn khóc. Vậy thì Ngân Anh tò mò không biết là trong cái hành trình của mình thì có lúc nào là Tùng rơi vào cái trạng thái bế tắc hay là mệt mỏi hay không? Mình nghĩ là không phải là mình Tùng, hay là Tùng nghĩ cũng không, cả Ngân Anh cũng vậy. Nghĩa là ai trong cái giai đoạn là trưởng thành đúng không? Từ một sinh viên đi lên trở thành một người trưởng thành thì cũng phải trải qua những cái khủng hoảng. Và khủng hoảng đấy không lớn thì nhỏ, tất cả đều phải trải qua. Và đối với cái người trưởng thành thì thật sự là họ rất là khó tâm sự. Bây giờ chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu đi làm, chúng ta không thể nào tâm sự với bố mẹ là bố mẹ ơi con gặp vấn đề này, con gặp vấn đề kia. Tại vì thật ra là bố mẹ mình thì cũng đã đủ nỗi lo rồi, và mình trưởng thành rồi, mình cũng không thể nào làm cho bố mẹ lo hơn được. Thêm nữa là những cái người bạn của mình thì bây giờ mỗi người cũng có một cuộc sống, mỗi người cũng có một cái công việc. Thế nên là Tùng nghĩ là cái việc chia sẻ ra nó rất là khó. Thế nên là nhiều khi chúng ta là người lớn thì chúng ta trải qua những khủng hoảng thì chúng ta cũng phải cố nuốt cái nước mắt vào trong lòng nữa. Đó thì Tùng cũng đã trải qua rất nhiều khủng hoảng. Thật ra là như là các thầy bói vẫn nói là cái tuổi 94 này này thì trải qua 3 năm tam tai, năm nọ năm kia năm kia. Đấy thì trải qua thì vô số cái sóng gió rồi. Đấy thế nên là Tùng nghĩ là rất là nhiều khủng hoảng. Vậy thì những lúc mà Tùng cũng gặp khó khăn áp lực như vậy thì Tùng làm như thế nào? Đối với mình thì có một số giải pháp, một số phương pháp mà mình hay tự áp dụng cho chính bản thân mình. Thứ nhất là mình sẽ thường là đi dạo mấy vòng Hồ Gươm. Mình là một người rất là thích đi bộ. Thế nên là những cái lúc mà mình buồn mà không chia sẻ được với ai thì mình thường đi ra Hồ Gươm, đi dạo mấy vòng, xong là có thể đi mua một quyển sách hoặc đem một quyển sách đi, sau đó mình sẽ ngồi ở ghế băng ở chỗ Hồ Gươm ấy đọc sách. Và đặc biệt là nếu mà thời tiết mà có lạnh lạnh nữa thì mình lại thích ăn kem. Ăn kem vào mùa đông thì nó cũng khá là khác biệt so với nhiều người. Cái cách thứ hai đấy là mình thường nằm nghe nhạc. Mình là con người rất thích âm nhạc, thế nên là mình có thể đút tai nghe, đeo tai nghe vào, sau đó là mình nằm nghe nhạc của mình. Cái cách thứ ba thì mình nghĩ là cũng giống khá là nhiều bạn khác, đấy là gọi một vài anh em chi cốt ra làm một nồi. Mình thì không thuộc dạng chè chén, mình không biết uống rượu bia. Đó, thế nên là mình sẽ thường gọi một số anh em ra, có thể làm một nồi lẩu ếch hoặc là một nồi lẩu bò nhúng giấm ở chỗ Thái Phiên. Nghe rất là thi vị. Cứ tưởng là phải đi một vài vòng hồ rồi ngửa mặt lên trời đứng khóc chứ. Không, thì như mình đã từng chia sẻ là đàn ông thì rất là khó để thể hiện, để khóc trước mặt rất là nhiều người. Thế nên là mình thì sẽ không khóc trước mặt nhiều người. Các bạn trẻ bây giờ ấy thì có cái gọi là áp lực đồng trang lứa. Bây giờ tôi đến độ tuổi này thì phải như thế này, độ tuổi kia phải như thế kia. Bạn bè thì lúc nào cũng cảm giác là rất là thành đạt, còn mình thì lo lắng cơm áo gạo tiền. Không biết là Tùng suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Thật ra thì Tùng cũng không nằm ngoài cái guồng quay như thế. Ra là những cái người bạn của Tùng thì bây giờ là họ đều rất thành công trong lĩnh vực riêng của họ. Và tất nhiên là khi mà đặt cạnh những người bạn của mình thì Tùng cũng cảm thấy là có một đôi chút áp lực. Cũng có suy nghĩ là tại sao mình không thể bằng họ được. Nhưng tuy nhiên thì Tùng đọc ở đâu đó trong một cuốn sách nào đó có nói là mỗi người đều có một cái đồng hồ, một cái thời gian khác nhau. Có người thì thành công ở tuổi 25, nhưng có người đến tận 75, 85 thì mới thành công. Đó, thế nên là khi mà đọc được cái câu nói đó thì Tùng mới bắt đầu có khi là cái con đường mà của mình mới chỉ là bắt đầu thôi. Các bạn thành công thì mình mừng cho các bạn, chứ không nên là đem cái điều đó đi để so sánh hay là ghen tị cái gì cả. Đó, thì Tùng nghĩ là cái việc so sánh đấy thì mình không nên. Có một tác gia thì đã từng nói như thế này: trên thế gian này thì không ai là không mang trong mình một vết thương, thế nhưng chính bản thân mình có thể tự chữa lành cho mình. Vậy thì theo Tùng, cách để chữa lành cho bản thân mình là gì? Thật ra thì đối với Tùng, cái cách chữa lành cho bản thân mình đấy là mình dám đối diện với những cái gì đã xảy ra đối với bản thân mình. Và khi mình chấp nhận cái điều đó thì mình nghĩ là mình phải rút ra cái giải pháp cho bản thân mình và tự mình xử lý thôi. Còn ngoài ra thì gần như là không ai có thể giúp mình ngoài mình. Trong trường hợp mình có thể nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với cả người thân, nói chuyện với người yêu, nhưng mà nói chung là những cái đấy, những cái lời khuyên đấy thì cũng chỉ giúp cho mình có thể tham khảo thôi. Còn cái quyết định chính thì vẫn là của bản thân mình. Thế nên Tùng nghĩ là chỉ có bản thân mình mới có thể chữa lành cho mình bằng cái cách của mình. Quay trở lại với cuốn sách đầu tiên của Tùng, đó là Tinh Cầu Này Có Một Người Tôi Yêu. Thì đây là cuốn sách đầu tay và viết dưới góc nhìn của một người đàn ông, đúng không? Nên anh rất là tò mò là không biết là trong thế giới của những người đàn ông thì
có khi nào họ muốn khóc hay không? Và có rơi lệ cô đơn hay là giống như cảm giác mà những người phụ nữ phải trải qua hay không? Tùng xin khẳng định là có, 100% là có. Tại vì thật ra là không phải từ góc nhìn từ bản thân Tùng, mà còn góc nhìn từ những người bạn, những người đồng nghiệp. Mỗi khi mà bọn mình tụ tập thì cũng như các chị em phụ nữ thôi, và cũng có muôn vàn câu chuyện, từ những câu chuyện vui đến câu chuyện buồn, đắng cay đều có hết. Và thậm chí là có những người bạn là phải bật khóc trước người bạn khác. Tại vì là tại sao? Tại vì họ cảm nhận thấy sự đồng cảm giữa anh em với nhau. Thì những cái khoảnh khắc bật khóc của đàn ông con trai là có, mình xin khẳng định là có. Tuy nhiên có một cái sự khác biệt hơi nho nhỏ giữa đàn ông và phụ nữ. Mình nghĩ ra, mình thấy là đàn ông thì thường là họ sẽ chỉ khóc một mình hoặc khóc trước những người anh em, còn rất hiếm khi là họ để lộ giọt nước mắt của mình trước những người khác. Vậy thì nói về tình yêu lại muốn nói rất là nhiều, cái chủ đề này rất là hay đúng không? Vậy nên anh muốn hỏi là cái cảm giác yêu một người trưởng thành nó là như thế nào? Thật ra thì cái cảm giác mà yêu một người trưởng thành đối với mình nó là cảm giác tuyệt vời nhất trong những gì tuyệt vời. Tại vì thật ra là đối với Tùng, cá nhân Tùng nói ra thì Tùng thấy là thế giới này sẽ không thể thiếu tình yêu. Nếu mà thiếu đi tình yêu thì cái thế giới này nó sẽ không tồn tại. Và khi chúng ta trưởng thành thì cái chuyện mà có tình yêu là cái chuyện hết sức là bình thường. Đối với Tùng thì có những cái mối tình nó rất là đẹp, cấp 3 hoặc đại học các thứ, thì những cái mối tình gà bông đấy thì nó rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên khi chúng ta trưởng thành thì cái chuyện tình cảm thì nó sẽ có đôi chút khác biệt. Và lúc đấy thì không chỉ là tôi thích bạn, bạn cũng thích tôi vì một cái đồng cảm nào đó. Mà lúc đó thì trong cái tình yêu này chúng ta phải có sự thấu hiểu lẫn nhau. Đó, và cái sự thấu hiểu lẫn nhau này thì Tùng thấy là cái điểm đẹp nhất trong tình yêu của những người trưởng thành. Nói chuyện về tình yêu rồi thì bây giờ mình lại bàn về chuyện cuộc sống đi. Ngân Anh xem vlog của Tùng thì thấy Tùng là một người khá là hài hước, thú vị và có một cuộc sống gọi là rất là sôi động. Thế thì không còn thấy cái bóng dáng của một cái người mà rất là triết lý trầm tư trong cuốn sách. Vậy thì không biết là bây giờ mình đã là tác giả họa sĩ rồi, mình lại còn dấn thân vào con đường làm YouTuber hay sao? Thật ra là cũng hơi ngại. Thật ra mình cũng không dám tự nhận mình là YouTuber. Tại vì mình quan điểm là thật ra mình làm YouTube chủ yếu là để mình lưu lại những kỷ niệm của cuộc sống. Ví dụ như là khi mình sang nước ngoài mình sinh sống chẳng hạn, thì đối với mình cái làm YouTube là mình lưu lại những kỷ niệm khi mình sinh sống nước ngoài, rồi sau khi mình về Việt Nam mình có thể xem được. Còn tất nhiên là khi mà mọi người cũng xem được thì mọi người có thể hiểu là cái cuộc sống của ở nước ngoài của mình như thế nào đó, chứ còn mình cũng không dám nhận mình là YouTuber hay là cái gì cả. Còn ngoài ra thì mình cũng giống, chắc là mình nghĩ là một số bạn ở đây cũng thế, nghĩa là mình là người mà nửa hướng nội nửa hướng ngoại. Lúc ở một mình thì là người hướng nội, còn lúc ra ngoài thì lại là muốn là một người hướng ngoại. Vậy thì làm YouTube có khó hơn là viết sách không? Thật ra thì làm YouTube thì khó hơn viết sách rất là nhiều. Tại vì khi mà mình ngồi viết sách thì bao nhiêu ý tưởng nó cũng tuôn ra được, và mình, đối với mình việc vẽ nó khá là không khó. Nhưng mà khi mà làm YouTube thì mình lại hay bị ngại khi ngồi trước máy quay đây. Ví dụ như ngồi trước máy quay trước các bạn là mình bị ngại. Và lúc bị ngại thì hai má của mình nó bị đỏ ửng lên, trông rất là đáng yêu. Vậy thì Tùng làm một chuỗi vlog ở nước ngoài đúng không? Tại sao Tùng lại chọn là đến Nhật? Nó có từ bắt đầu từ việc yêu thích của Tùng về văn hóa nước Nhật, hay là có cái gì đó ảnh hưởng trong cái phong cách sáng tác của mình hay không? Thật ra thì như bao tác giả truyện tranh khác ở Việt Nam, thì thật sự mình cũng là một weebu chính hiệu. Mình rất thích đọc truyện tranh và thích xem hoạt hình, và cũng thích văn hóa của Nhật Bản. Thì đó là một lý do mà tại sao mình cũng muốn sang Nhật Bản từ lâu. Nhưng tuy nhiên thì cái việc sang Nhật Bản của mình chỉ được quyết định khi mình quen một người bạn, và người bạn đấy thực sự là có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên là đến cái thời điểm này thì hai đứa cũng không có cái cơ hội được gọi là nói chuyện nhiều với nhau nữa. Nhưng tuy nhiên thì bạn ấy vẫn là cái nguyên nhân chính tại sao mình đến Nhật. Vậy thì hẳn là cuộc sống ở Nhật có rất là nhiều kỷ niệm, Tùng có thể chia sẻ với quý vị khán giả không? Đối với mình thì cái thời gian đầu tiên mình đến Nhật, mình cực kỳ ấn tượng. Cái điều ấn tượng đầu tiên đấy là cái việc người Nhật rất là kỷ luật. Nói về việc kỷ luật thì mọi người có thể tưởng tượng một cách đơn giản, đấy là khi mà mua hàng hóa hoặc cái gì đấy, người Nhật thì xếp hàng rất là dài này. Và mình rất là ngạc nhiên tại sao là giữa trưa nắng hoặc giữa trời lạnh như thế họ vẫn cứ xếp hàng để đợi một cái gì đó. Thì đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đấy là cái không khí ở Nhật cực kỳ trong lành, và cảm giác như kiểu nhà khi mình đến Nhật thì mình sống giữa thiên nhiên luôn. Nó rất là trong lành. Cái điều thứ ba mình ấn tượng Nhật thì mình nghĩ là không phải bạn nào cũng ấn tượng được đấy, nhưng mà mình là một con người mà bị thích những cái không gian rộng. Đó, mình thích những cái gì đó nó thuộc về thiên nhiên.
Đấy, thế nên là khi sang Nhật thì mình rất là bất ngờ khi cách khoảng 1-2 cây thì lại có một cái công viên. Và công viên ở Nhật thì nó rất là lớn. Và mỗi buổi chiều thì mình thường hay dạo đi bộ mấy vòng quanh công viên và cảm giác nó rất là trong lành, sảng khoái. Thì trong cái lúc sau khi mà hít thở cái không khí trong lành sảng khoái đấy thì mình về mình lại có thêm cái ý tưởng để mình có thể sáng tác ra thêm. Thế là cuộc sống đấy cũng góp phần là đi vào trong những sáng tác của Thanh Tùng. Đúng vậy. Vậy thì những bài học mà cuộc sống du học sinh ở Nhật đã dạy bạn là gì? Thật ra thì mình sang Nhật lại không với tư cách là một du học sinh. Mình sang Nhật thì mình đang làm ở công ty bất động sản ở bên Nhật Bản. Đó thì sau đó mình về nước. Thì đối với cuộc sống ở Nhật dạy mình thì nghĩa là một cách sống chậm lại. Tại vì trước đây khi ở Việt Nam thì mình là con người sống khá là nhanh. Nghĩa là tất cả mọi thứ mình gần như là không lắng lại quá nhiều. Nhưng từ khi sang Nhật thì mình trải qua cũng khá là nhiều cái biến động, rất là nhiều khó khăn, những cái sự bất đồng về ngôn ngữ và cú sốc về văn hóa. Đó thì sau đó mình cũng tập sống lắng lại. Và sau khi sống lắng lại được thì mình cũng rút ra được khá là nhiều điều. Mà những cái điều đó thì mình cũng đưa vào trong cuốn sách của mình. Nhưng anh thấy là Tùng đã có một khoảng thời gian ở Nhật rất là dài và cũng rất là yêu thích văn hóa Nhật Bản. Thì không biết là Tùng có ý định mình sẽ chuyển thể những tác phẩm này và xuất bản ở nước ngoài hay không? Nếu mà làm được điều đấy thì còn tuyệt vời hơn nữa. Tại vì thật ra là có hai cái lý do. Thứ nhất là mình là một người rất yêu đất nước của mình, rất yêu Việt Nam. Như các bạn có thể thấy là Nhật Bản xuất khẩu văn hóa, những văn hóa của họ ra toàn thế giới bằng truyện tranh. Hàn Quốc họ xuất khẩu văn hóa của họ ra toàn thế giới bằng K-pop. Mình cũng là một người rất yêu Việt Nam, mình muốn đem cái văn hóa của Việt Nam mình ra toàn thế giới, nhưng mà bằng cách thể hiện của mình là bằng truyện tranh. Hy vọng là trong năm mới Tùng sẽ đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Vậy thì không biết là Tùng có thể chia sẻ cái dự định năm mới của mình không? Dự định năm mới của mình thì cũng khá là đơn giản. Đó là mình sẽ muốn xuất bản phần 2 của cả hai cuốn sách hiện tại đang có trên bàn đây. Và cái điều thứ hai là mình cũng muốn tiếp tục quay một số cái vlog đơn giản để cho mọi người xem, hoặc là cho chính bản thân mình lưu lại cái kỷ niệm cuộc sống của mình. Đó thì thực ra là trước mắt là cái mục tiêu đơn giản thế thôi. Còn nếu mà trong năm sau mình có thể làm được trở thành một họa sĩ truyện tranh toàn thời gian như kiểu Ngân Anh đã nói thì lại càng tuyệt vời hơn. Không còn gì tuyệt vời hơn. Tết âm, không khí cũng đã sắp cận kề rồi. Và vào những ngày mà cuối năm như thế này thì chúng ta thường ngồi ngẫm nghĩ lại một năm là chúng ta đã làm được gì, và năm mới thì chúng ta có mục tiêu gì, phải không? Vậy thì không biết là Tùng có điều gì muốn nhắn gửi đến tất cả các độc giả Sky hôm nay, có ai nhân dịp năm mới sắp đến hay không? Năm mới sắp đến thì Tùng xin chúc tất cả các bạn độc giả có thật nhiều sức khỏe dồi dào, thật là hạnh phúc, chắc chắn là phải hạnh phúc rồi, và có thật nhiều thời gian để đoàn tụ bên người thân. Vì gia đình chúng thật ra là chúng ta bây giờ thì chúng ta từ nơi nọ nơi kia đi làm và rất ít thời gian dành cho gia đình. Thế nên là Tùng nghĩ là trong cái dịp Tết này, Tết đến xuân về thì chúng ta hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình, bên những người yêu thương, bên những bạn bè, để chúng ta có thể cảm nhận cái không khí gia đình. Cảm ơn Tùng đã nhận lời mời tham dự chương trình Sky hôm nay có ai. Chúc cho một năm mới của Tùng thật là nhiều dự định sẽ thành công, xuất bản sách phần tiếp theo và có thể là xuất bản sách ra nước ngoài. Chúc cho Tùng một năm mới thật là nhiều điều trọn vẹn bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành một buổi tối thứ bảy cuối tuần cho Sky hôm nay có ai và tác giả Đỗ Thanh Tùng. Xin chào và hẹn gặp lại.